Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Chúng ta tiếp tục sang bài 101 phần 5 làm responsive dự án số 3 Trong phần này chúng ta sẽ làm phần team lead và phần install Đây là phần chúng ta sẽ đi làm Ở bên trên thì ok rồi Ở bên dưới có bốn cột thì hơi chật Kích mũi tên Chỉ vào khối này Click vào Class của nó là team lead Đang sử dụng là display grid Và chia làm bốn cột đã đều nhau Các bạn sửa thành hai cột hai này hai dòng này đang hơi dính sát vào nhau chúng ta dùng rau gáp ví dụ để 30 pixel đây các bạn nhìn nhá Đó thêm cái khoảng thở ở đây tác động thẳng vào tim lít này và thêm hai thuộc tính này thêm vào đây cuối này là tim lít chấm tl tab này vết vào lưu lại đây là kết quả này bức ảnh đang bị lệch sang trái kích mũi tên chỉ vào ảnh và lát của nó là tim ai thăm này bạn thêm thuộc tính là margin không cách auto đây bạn thấy không ăn giữa này copy cái này nhá thêm vào đây chấm này tim item thăm tab ma tiền không auto lưu lại kiểm tra này cái con dẹp này đó đã cân đối rồi nhá cuối tiếp theo là khối bên dưới này thì cái ảnh này nó đang bị che mất rồi chúng ta sẽ ẩn cái ảnh này đi kích bức ảnh này class của nó là install image đây class đây khối này sẽ là khối install và là install image tab này dùng display None. dn tab lưu lại đây là kết quả phân tích nội dung hơi bé chúng ta tăng độ rộng lên kích mũi tên kích vào khối này class của nó là install content click vào độ rộng đang là 586 tăng lên width này tab ví dụ tăng lên 90% kích vào con dẹp này các bạn thấy là nó hơi lệch không dùng ma dính không auto để căn giữa nhìn nhá không có này lệch này không có này được chưa copy cái này và tác động thẳng vào install content install content này tab viết vào lưu lại rồi kiểm tra lại này xong hai phần rồi các bạn giữ cái tư duy này chúng ta có thể tự làm được nhá thử tự làm cái phần bên dưới trước đi mình sẽ để code phần này lên git Năm này. Put phần team lead Và install. Commit. Put lên. Và hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.